Thưa quý vị, bước sang ngày nghỉ thứ ba của kỳ nghỉ lễ, hôm nay thời tiết nắng nóng từ sáng đến chiều đã khiến nhiều người chỉ ao ước được vùng vẫy trong làn nước mát mẻ ở một bãi biển trong xanh nào đó. Tuy nhiên rất tiếc là mơ ước đó đã không thể thành hiện thực khi tất cả các bãi biển nổi tiếng từ Bắc Chí Nam đều đông nghịt toàn người và người. Tại miền Bắc các bãi biển như Đồ Sơn, Hải Phòng, Sầm Sơn, Thanh Hóa chật kín người kéo về nghỉ dưỡng, thậm chí vì quá đông nên nhiều người còn phải dậy từ sáng sớm đi tắm để tránh đông người tại các bãi tắm. Dịch vụ thuê ghế nằm trên bãi biển cũng cao hơn mọi ngày tầm 150.000 đồng một lần thuê. Mặc dù giá khá cao so với ngày thường nhưng vẫn có nhiều người thuê để che mát dưới cái nắng gay gắt từ sáng sớm. Tại một số bãi biển phía Nam như Nha Trang, Vũng Tàu cũng xảy ra tình trạng tương tự, lượng du khách đổ về các bãi biển này đông hơn ngày thường nhiều lần nên xảy ra hiện tượng mọi người phải chen chúc nhau để tìm chỗ tắm. Do lượng du khách đổ về quá đông, nhiều bãi biển đã phải tổ chức các đội cứu hộ túc trực liên tục trong các ngày nghỉ lễ nhằm cứu kịp thời cứu giúp người dân và du khách khi có việc không muốn mong muốn xảy ra.